nhá, hiện tại đang vào trong bến xe nước ngầm các bạn ạ. Đã bàn giao cho anh trai cái cối bóng đèn Bicolet siêu sáng nhá. Hello anh. Cái tên anh ạ? 1450 của anh thôi. Em cầm và giúp anh thôi. Điện máy không xe cũng được, bảo thôi phi ra không chẳng may chạy xe mất cái giờ. Em gửi mà tìm em cái ốp của Bungo nhá, em phay Long Trì đấy nhá. Ok, đấy thôi. Thế là tìm cái ốp gì anh nhỉ? Ốp gương của Bungo mà tích hợp sinh nan. Rồi. Em đặt lâu rồi đây. Em biết rồi, khi nào về em báo cho. Anh có 50 không anh? Có thì cứ để đấy thì sau tính nhá. Có không? Em có là... Anh có 150 không? Hả? Anh có 150 không? Không. Thôi thôi nhá. Em lựa anh 50.000 nhá, lựa anh 50.000 nhá. Ok anh. Rồi, thank you anh trai rất nhiều luôn. Đây là một người anh ở trên kênh của mình các bạn nhá. Đấy, hôm nay thì đang vào trong bến xe. Anh ý đi về Nghệ An nha các bạn nhá. Đấy, bác ý về Nghệ An. Đây, 37 đây. Bây giờ bác ý đi về, bây giờ mình đang có mặt ở một bến xe nước ngầm các bạn nhá. Đó, thỉnh thoảng thì mình vẫn giao hàng cho mọi người nhưng mà bình thường là có các bác xe ôm nhà mình chuyên nghiệp, nhưng mà hôm nay thì gọi mãi mà không nghe máy, trời mà đang rất là mưa và lạnh. Đây, đây trong trong bến các bạn nhá. Đây là bến xe nước ngầm này các bạn này. Ở đây thì đa số là xe khách, rất là nhiều xe các bạn nhá, về muôn nơi luôn. Thì anh em cứ lấy hàng hóa thì mình ra đây mình gửi cái xe này các bạn này là ok ngay các bạn nhá. Tải cái đôi cần gạt mưa của Kia các bạn nhá. Hôm nay thì Hà Nội rất là mưa và đặc biệt là mưa trong mấy ngày tới mà gió rét nữa, thành ra là cái gạt mưa bán rất là chạy. Và một trong những cái điều mà các bạn quan tâm là mua cái loại gạt mưa nào cho nó bền và tốt mà rẻ đấy, thì cái gạt mưa này là một trong những cái hãng rất là hay, họ hàng quốc sự các bạn nhá. Em cảm ơn anh. Có cơn hóa đơn không anh? Dạ. Có cơn hóa đơn không anh? Có, cho em xin tờ và em từ biết được. Ok, để bây giờ mình viết nhé. Vâng. Ok, chờ là 350. Gà mưa là mưa Hàn Quốc anh ạ. Gà xin lắm và sướng lắm. Nó không bị ghè đâu. Gà thích luôn đấy. Và là 10. Ok, ê anh ạ. Anh xé cho em tờ đó, anh xé cho em. Vâng, xin tờ nhé. Ok, anh nhìn thấy thoải mái đi. Gà lét lắm mà nó không bị ghè. Em xin 2 tờ được. Ok, anh sẽ bao nhiêu, anh sẽ tùy anh. Tùy anh. Rồi, em xin nhá. Ok, em cảm ơn anh nhiều. Ông nội có thay cho bác Tài cái gương các bạn nhá. Có thay cho bác Tài cái gương. Anh em nào mà mua gạt mưa thì các bạn ủng hộ mình nhá. Đây, mình quay cho các bạn xem qua cái thương hiệu gạt mưa nhá các bạn nhá. Đây là các bạn này, cái gương tiệu gạt mưa này thì năm nay thì mình đang đổ bán cái gạt mưa này. Cái thương hiệu này là thương hiệu của Hàn Quốc xịn 100% các bạn nhá. Nói không với Trung Quốc. Đây các bạn, 100% Hàn Quốc, các bạn nào phát hiện ra đây mà Trung Quốc sản xuất thì mình tặng các bạn luôn nhá. Tặng các bạn và tránh rằng là bồi thường danh dự cho các bạn khi mình nói sai. Đó, gà rất là nét luôn, và thứ hai là nó cực kỳ là mịn. Anh em nào mà thời gian vừa rồi mà mua cái gạt mưa này nhà mình thì các bạn biết. Đấy, vì gạt mưa thì mình bán thì mình chọn cái thương hiệu nó tốt thì mình bán thôi. Đấy các bạn. Vâng. Hello anh em nhá. Đấy, cuối cùng thì đã làm xong cho bác Tài các bạn nhá. Hôm nay thì Hà Nội rất là mưa các bạn ạ. Nên thành ra là Hà Nội rất là mưa. Nên ra là đang bàn giao cho anh trai đồ, anh ấy về anh tự dán lấy ở nhà. Hay chỉ cho anh ạ. Giờ là anh 100 đúng không? Em cảm ơn anh. Em thì em giờ là anh. Đấy. Đây, mình nhận lại anh 100 các bạn nhá. Hôm nay thì Hà Nội hôm nay Hà Nội rất là mưa các bạn nhá. Hà Nội rất là mưa, thành ra là có một số những cái mình không thể lắp ở đây được, thì anh em có thông cảm các bạn là về nhà lắp giúp mình. Thằng ấy còn lắp cả mui gió rồi, lắp cả mấy thứ cho anh trai nữa. Nên là vì là mưa quá. Em cảm ơn anh nhá, anh chạy nhá. Ok anh. Mai kia lắng anh qua anh xử lý lốt. Đây, thằng anh trai. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Có những anh em ủng hộ mình nha các bạn nhá. Đây, và các bạn vào đúng cái phụ tổng đơn nhà nước này các bạn này. Thank you anh em. Anh. Chính nó luôn, dày dặn luôn, bát cùng đầy đủ hết anh. Rắn con này nó không bị mọt thùng. Thay vào con kia của bác là chuẩn rồi. Lấy luôn không anh? Ok anh. Có cái lắp nhựa trên mặt máy nhỉ? Có. À không có, dòng này không có hết rồi. Dòng này nó khác với dòng cao ti, không có anh ạ, khác. Khác. Con này chơi đợt tới nữa anh ạ, đợt tới mới có.
Ok anh, theo qua của em nhá. Thank you anh trai. Đấy, anh trai độ quả body kit rất đẹp các bạn nhá. Đây, body kit này các bạn này. Bây giờ mình phải xem quả body kit. Đấy, body kit các bạn nhá. Đẹp luôn. Đó, sơn đúng màu tổng thể luôn các bạn nhá. Đây các bạn này, muốn độ gương này các bạn ngàn như này các bạn này. Đấy, các bạn ngàn như này, mình nhìn được. Ok. Nhìn này. Đấy, bác ý hàn thêm cái vấu vào các bạn nhá, để bắt được nhá. Okay. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn, có gì mọi người ủng hộ mình nhé các bạn nhé. Chào mừng anh em chạy kênh của mình. Hôm nay thì hai anh em đang tận cảnh thay cái đôi gương hai mặt của K250 vào thành cái gương một mặt các bạn nhé. Đây, rất đơn giản luôn. Em trai thì đã xem rất là nhiều các video mình lắp đặt rồi. Đấy, các bạn chỉ cần sử dụng một cái T10 thôi các bạn nhé. T10 thôi, các bạn dùng T10 các bạn tháo cho mình. Em hạ kính anh đỡ cho. Em bật có điện cho anh tí. Đó, các bạn tháo cho mình xuống nhá. Đó, cái T10 các bạn này. Tháo bao nóc vào cho mình. Đấy, rất là đơn giản luôn. Các bạn tháo bao nóc bên trong ra nhá. Đây. Và bên nhà mình thì vẫn nhận đổi là các đổi gương một mặt cho anh em thành gương hai mặt nhá. Có nghĩa là thành hai mặt thành một mặt. Đấy, anh em nào mà khó nhìn cái chịu cái gương hai mặt này thì các bạn có thể các đổi thành gương một mặt các bạn nhá. Đấy, bên mình thì vẫn các đổi bình thường cho các bạn. Và là bên mình đây thì anh em nào lại thích cái dùng cái gương hai mặt này thì qua ủng hộ mình. Đó. Đây là chiếc xe rất là mới các bạn nhé, em vừa lấy chiếc xe này. Hôm nọ thì em có chiếc xe K165, cũng độ rất là đẹp luôn. Độ rất là nhiều đồ. Đấy, gương xịn một mặt nha các bạn nhé, hàng Mobit luôn, nói không với hàng Trung Quốc nha các bạn nhé. Đây, biểu tượng Kia các bạn này, một mặt mặt xanh nét luôn. Ok, giờ mình sẽ ra, mình sẽ cầm xe mình để em bắt vào các bạn nhé. Đây, gương đây các bạn. Rất đơn giản luôn. Đây, em tóm vào cho anh phát. Em ấn vào cho anh phát hả? Em ấn vào nhá, ấn vào nhá. Đi gương nhá, em đỡ gương nhá, đỡ gương nhá. Ấn vào lỗ đi, em ấn vào lỗ đi. Ấn nhá, vào lỗ cho vào đây. Đấy, em cứ ấn cho nó vào cái lỗ, nó có cái trụ nhựa đen ấy. Vào chưa, vào chưa? Đó, ok. Đấy, tất cả cái gương một mặt này thì lắp rất đơn giản các bạn nhá. Nhìn nó rất là sướng, nó không, nói chung là anh em nào mà đang chạy quen gương một mặt rồi mà chuyển sang hai mặt thì khó nhìn lắm mà em. Vừa mới lấy xe xong bạn ấy phải phi qua, bạn ấy chơi gương một mặt các bạn nhá, chạy không quen gương hai mặt. Đấy, rất là đơn giản luôn. Đấy, bên... Đấy, phải thay luôn gương một mặt các bạn nhá. Mấy đợt trước cái đồ con K165 có giữ lại cái gì không? Em cho chủ mới luôn. Bộ hơi hóa là phải giữ lại đúng không nhỉ? Cho. À. Đó các bạn nhá, rất đơn giản luôn. Thế là xong. Một con nha các bạn nhá. Giờ mình sẽ thay tiếp tục bên bên phụ đây các bạn này, bên phụ gương hai mặt này các bạn này. Đó các bạn nhá, gương hai mặt. Bây giờ mình sẽ thay lốt nhá. Đấy, mình sẽ phải mở cửa ra và cậy cái miếng tam giác bên trong xe. Đấy, rất là đơn giản luôn, thay cái gương này thì chỉ mất tầm mấy phút thôi các bạn. Thay chỉ trong vòng mất tầm 5 phút thôi là các bạn đã thay xong đôi gương một mặt. Đây. Đấy, các bạn chỉ việc các bạn cậy cái miếng tam giác này các bạn này, đó. Đấy các bạn, rất đơn giản nhá. Đấy, em trai cũng là một người rất am hiểu về xe, bạn ấy cũng hay tự độ đéo rồi cũng như là lắp đặt chiếc xe K165 này nha. Chiếc xe này thì bạn cũng không lạ gì cả. Đó các bạn thấy không? Ok cho anh em. Có ba con ốc 10 các bạn nhé, các bạn cầm cái T10 thôi, tháo có mỗi ba con ốc là xong. Đấy, các bạn thấy không, có mỗi ba con ốc này, chưa đầy một phút là xong luôn. Đấy, thế là cuối cùng mình đã lại có một đôi gương hai mặt. Đấy, bây giờ mình có một đôi gương hai mặt, mình cắt đổi cho em ý. Còn gương nhà mình là gương xịn bố bít hết các bạn nhé, nói không với gương Trung Quốc nhá. Gương này nó có Trung Quốc rồi nhưng mà mình không nhập các bạn nhé, mình nhập toàn gương xịn bố bít thôi. Đấy các bạn thấy không, toàn bộ hàng xịn bố bít mặt xanh các bạn nhé, mặt xanh nét luôn, chữ tiếng Anh. À đâu, chữ Hàn mặt xanh. Em lại ấn vào cho anh phát. Đó các bạn thấy không, rất đơn giản luôn. Đấy, bên trong thì nó có 3 nốc, các bạn nhớ là có 3 nốc. 3 nốc T10. Các bạn xoáy phát xong luôn. Con này là nó không bám nước mưa các bạn nhá. Không hề bám nước mưa, các bạn dội nước mưa mà không bám nhá các bạn nhá. Các bạn yên tâm là không bám nước mưa. Nó chỉ tội một cái là nó không có chức năng sấy cụp các thứ thôi. Còn nó không hề bám nước mưa. Đó các bạn thấy, rất đơn giản luôn. Quá nhanh luôn.
Đấy, thế là xong rồi các bạn, rất đơn giản luôn đấy. Anh em này chỉnh mặt ra vào bình thường này, ấn tay chỉnh mặt ra vào bình thường. Và đặc biệt là cái mặt gương này nó không bám nước mưa các bạn nhá, nó không bám thì không bày bám nước mưa. Mình không bao giờ chém gió nhá. Mình nói thật với các bạn là không bám nước mưa. Mặt xanh luôn, các bạn đi vào hôm trời nắng hắt vào đây nó không bị chói lại người mặt, mắt người lái xe. À, thế là cuối cùng đã xong. Sau khi các xong đậy vào như này. Đó, thế là xong, rất đơn giản luôn. Bán con kia rồi. Em đang dọn những con nữa. À thế à? Anh ơi, bánh sau đúng không? Ok, cho dưới em đây cho. Đây, nay đang bán ra cho em chai đôi chắn bùn bánh sau của Kia K165 các bạn nhá. Đây, K165. Đây, bánh sau. Được, em cho nó đúng thế không ạ? Cái này về sau này, chung chung xe lên kia chúng nó chờ nó không nhầm quất cái tờ. Cờ đâu? Kia. Kia. Đúng rồi, kia. Đây, đây là xe trai các bạn nhá. Quân là một thằng điểm nha, người em cũng rất đam mê về xe luôn. Bạn có chiếc xe rất đẹp các bạn nhá. Hôm nay đang bán ra cho bạn cái đôi hàng cung sau. Ờ, thank you em nhá, thank you em. Đó, thank you em trai rất nhiều luôn. Có gì anh em nhớ một bình nha các bạn nhá. Đây, em thấy dạy đây. Thank you anh em rất là nhiều luôn, thank you Quân nhá. Đấy, cái này là đôi chó của K185 vừa các bạn. Anh em vào đến khu vực Đức của mình em nhá. Hôm nay thì anh trai đỗ xe ở đâu thì không biết, nhưng mà bị kẻ trộm vào lấy một cái. Đấy, mất một cái cần gần mưa, đang lắp cho anh trai cần gần mưa các bạn nhá. Lắp vào căng đét luôn. Đấy, mới đét luôn, cả cần cả chổi bên mình bán cho anh trai có 400 các bạn nhá. Xịn sò 100% luôn. Ốc, anh ốc bác cầm. Rồi, cả cần cả chổi xịn xịn xịt luôn, gạt sướng hơn gạt theo xe luôn. Bán cho anh trai có 400. Đấy các bạn nhá. Đó, các bạn nhớ dùng cái T14 hoặc là cái đứa 14 các bạn được các bạn nhá. Con này tháo dễ không nhỉ? Con này nó không bị vướng, còn ăn trộm nhanh. Anh đỗ ở đâu? Đúng rồi, ở Yên Viên này. Ở trong phường Yên Sở của anh. Ok, cả tỉnh em phát. Chúng đấy bác cái lùm ấy, mình lùm nữa. Anh trai đỗ ở Yên Viên các bạn nhá. Phường Yên Sở, ăn trộm mất. Lét căng luôn. Lét căng luôn. Cả một tí. Lấy chú lọ keo silicone này. Hôm nay thì mình lại bắn tiếp tục cho anh trai cái bài chống ăn trộm nhá. Mình làm bài này thì các bạn khỏi ăn trộm của anh ấy luôn. Hôm nay thì mình sẽ làm cho anh cái bài khỏi ăn trộm của anh nhá. Em làm cho anh cái bài này khỏi ăn trộm luôn. Chỉ có anh mới là anh mới có thể láo được, tôi còn trộm không tháo được. Em làm ra cái bài này, bắn cái silicone vào cái đầu ốc nó không tháo được. Khi nào anh có thời gian, nói chung là tháo được, nhưng phải mất tầm 5 đến 20 phút mới tháo được. Mới tháo được đúng rồi, còn bình thường là nó không thể tháo được, nó cậy không cậy nhựa được. Đây, bắn ra cái bài này. Đây, anh em tiếp tục làm cái bài mình chia sẻ trên mạng xã hội cho mọi người xem nhá. Đây các bạn, đây là silicone A500 các bạn bắn đây cho mình này. Đấy, bắn đây luôn chứ. Đấy, ok. Đấy, sau đó các bạn đậy cái này cho mình. Đây là cái lắp đậy. Đây nha anh nha. Đây bắn như này anh này. Mình bắn như này. Thì mình đậy này vào nó không đậy cái này ra, nó không tháo ốc được. Thế là anh chạy thoải mái luôn. Đấy. Và đây là cái lắp của nó. Sau khi các bạn tháo đâu. Đấy, cái zin luôn các bạn nhá. Nó xong. Ok luôn. Rồi, thế là mình đã lắp cho anh trai xong cái. Xong rồi anh ơi. Cái gắn mưa em hết. Anh để bên lại gạt led không? Mịn màng luôn đúng không? Gạt xịn của nó led hơn gạt của anh ấy. Mới thì bao giờ nó chả led. Logo đấy thì anh phải đi sưu tầm rồi, em lại không có logo đấy. Em lại không làm món đấy thôi. Anh biết chỗ nào làm không? Cái đấy thì em không chuyên về dòng này, em không biết được. Rồi em cảm ơn anh nhá. Thank you anh. Rồi ok anh.
Đây, bye bye hai anh nhá. Hai anh đỗ ở phường Yên Sở các bạn. Vì nó bẻ mất rồi, bẻ một cái cần gần mưa. Một cái bên lái các bạn ạ. Mà mình ra mình thay anh ý, mình lấy anh là 400 nghìn cả cần cả chổi, hàng xịn luôn các bạn nhá. Chứ không phải làm vớ vẩn các bạn nhá. Các bạn yên tâm là mình làm không phải làm vớ vẩn luôn. Đúng cần xịn luôn, gạt mịn, nét căng luôn. Em vừa lấy đăng ký cho anh không? Không, ý là tổng xe bây giờ 400 mấy. Lấy ở công ty ra là 54 triệu. Em là lấy từ năm ngoái thì giờ mình lấy. Nên giá rẻ hơn. Còn bây giờ là phải là 47 rồi. Lên 30 triệu. Anh tưởng bây giờ đăng ký chúc bạn được giảm rồi chứ. Vâng, em rất được giảm. Rất được giảm đúng không? Đấy, tổng vị trí là 406. Vâng, ra xe. Con này nhá. Có. Có. Xong rồi em ơi, anh cảm ơn em nhiều nhá. Thank you. Ơi, vừa rồi xe bạn vừa đen. Cái khắp ra, thế là đi đường nào bây giờ anh? Anh đi đây, xong rồi. Đây, bỏ cho bạn cái gương tròn nha các bạn nhá. Đã xong các bạn nhá. Ok nha các bạn nhá, thì em cháy ra nhiều luôn. Có gì anh em học được nha các bạn nhá. Nhưng mà sau này lắm này nhỉ? Anh ấn vào đi, đấy. Đấy, nó phải ấn vào. Ok không? Làm gì đâu anh? Anh cần một cái nút. Ok. Đây, đủ chưa anh? Cần một cái đít. Các bạn là gương xịn, người ta thích, người ta gửi gương xịn. Cái này gương xịn thật, người ta không phải bỏ hãng tay. Cái này mình đùi vào rồi, mình chấp nhận thôi. Cần một cái đít đi. Còn cái này cũng đi đâu? Cũng đi đâu rồi, xong chịu thôi. Cái điểm này nó làm gì làm đi. Thế thì anh đưa 250 cho em. Em lấy cái mặt kia cho anh. Anh đền người ta đúng không? Ý đền. Thì anh đưa 250 đây. Coi như em bóc lên bán cái gáy xong. Ok. Sáng nay vừa lắc rồi. Sáng nay em lắc cuốt xe Isuzu vừa 100%. Mình vừa lấy cái này chứ. Mình hả? Rồi Huyền lấy lại cái này chứ. Đấy thì bớt cho bác gì đấy. Coi như bán cho bác cái kia, bóc tách cho bác ý. Chứ bình thường cái này đi theo hướng chứ bán lẻ. Ok. Rồi, thank you anh. Anh chạy đi anh. Anh làm sướng ngay cho chỗ cảng lương ấy, lâu lâu có cái đòi bán. Ok. Mềm làm được anh, em đây. Giá chuẩn luôn mà anh. Em cảm ơn anh nhá. Hôm nay là một siêu phẩm vừa mới từ nhà máy Hyundai ra các bạn nhá. Đây, em trai là mà bạn đi bán hàng, bán về xe Hyundai. Anh em mà mua thì liên hệ với bạn ấy nhá. Đây, tí mình sẽ đọc số điện thoại cho anh em để anh em liên hệ với bạn đấy. Bạn chuyên về xe Hyundai L250 này, Hyundai tất cả các dòng xe Hyundai của bác Á các bạn nhá. Ok. Đây đang chiếc xe Hyundai mới đét các bạn nhá. Em trai giao cho khách ở trên tận Lai Châu các bạn ạ. Uầy, một mình bạn đóng lên Lai Châu giao xe luôn. Sợ. Quá đẳng cấp luôn. Đây là cái kiếm các bạn nhé, đây gọi là kiếm. Đó, đây là chiếc Hyundai L25SL nhá. Đấy, nó sẽ có hai gương phụ hai bên này, ốp che mưa, ốp gương, ốp che mưa. Đây. Đó, xe rất đẹp các bạn nhá, mới đét luôn các bạn ạ, xe mới đét luôn. Bạn thì bây giờ đóng hẳn trên nhà máy Hyundai. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem cả cái đầu xe nhá. Chạy rất đẹp luôn này, các bạn nhìn đầu xe này. Ok các bạn. Đây anh em rất nhiều nhá. Có gì mọi người ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 0988 23083. Anh em vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức này các bạn nhá. Anh em rất nhiều. Em trai các bạn nhá. 20C. Xe rất đẹp luôn. Ok em. Con Google Maps nó chỉ là bên kia được ạ. Hello anh em nhá. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay thì đang chuẩn bị cảnh lắp một số cái đồ chơi cho em trai các bạn nhá. Xe của em trai thì cũng lên khá là nhiều đồ rồi. Bây giờ hôm nay thì mình sẽ lắp cho em những cái gì em ý thích và những cái gì thiếu ở trên chiếc xe này các bạn nhá. Đó. Đây là đồ chơi Hàn Quốc thì các bạn cũng biết là nó sẽ có một số những thứ đồ chơi như kiểu ốp gió này các bạn này. Đấy, rồi là lẹp chân kính, về trên mưa, ốp gương, chân gương, tay mở cửa, trụ A, đấy, gần gạt mưa. Đấy, trên mặt ga lăng, trên mặt đầu thì em còn thiếu một số thứ nữa các bạn nhá. Đây thì mình ra. Ok, em sẽ bật đèn cho anh phát.
Đây thì mình đang tận cảnh review qua cho mọi người xem qua chiếc xe của em trai các bạn nhá. Đó, các bạn ơi, các bạn thấy không? Đèn rất đẹp các bạn nhá. Đấy, quả mắt quỷ các bạn này. Đấy. Đó, các bạn thấy không? Mắt quỷ. Đấy, con bi này, cầu này thì tí mình sẽ hỏi giá em ý độ nha các bạn nhá. Nhưng mà mình áng chừng nó phải tầm 5-6 triệu một cái đôi mắt quỷ này. Đấy, còn bản ga lăng này thì nó rất là phổ thông rồi. Anh em rất thích chơi cái này. Đấy. Đó các bạn nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ dán cho em trai cái bộ viền cua lốp này các bạn này. Dán cái viền cua lốp này các bạn này. Đó, và một số thứ đồ chơi mà em ấy thích nữa. Đây các bạn đợi mình chút nhá. Mình đang bóc mấy cái đồ này. Đây các bạn này. Mấy cái đồ này thì nó là bằng băng dính hai mặt thôi. Anh em chỉ được bóc băng dính ra các bạn này. Đấy, bóc băng dính ra rồi chúng ta dán nhé các bạn nhá. Ok, giờ mình sẽ làm cho em trai. Trời nó cũng là mình phải cầm cái máy sấy cò ra. Đây sáu đang sáng cháy này đây sẽ cầm luôn. Đây là dán cái cúp này các bạn nhá. Cái này hôm nay hơi mưa chút nên ra là trước khi dán cho các bạn nhớ vệ sinh sạch sẽ, lau chùi cho mình các bạn nhá. Để em dán nhá. Các bạn nhớ chắc rồi. Lau chùi khô. Các bạn nhớ lau vệ sinh sạch sẽ trước khi dán nha các bạn nhá. Các bạn dán theo chiều ngang theo đúng nhà sản xuất nha các bạn nhé. Dọc được là tùy theo mối mắt của anh em. Rất đơn giản luôn. Đây đang dán quay đầu các bạn nhé. À, em trai cho cả sâu Michelin bám vào chân. Thì mình sẽ sâu xe của em ấy chi tiết cho các bạn xem nhé. Dán xong này là mình sẽ sâu cho các bạn xem toàn cảnh chiếc xe của em trai nhé. Rất là nhiều thứ luôn. Em trai ơi, đây anh ngừng dẫn qua này, anh ngừng dẫn qua nhá. Đơn giản cứ đơn giản luôn. Em về em tháo toàn bộ này ra cho anh nhá. Tháo toàn bộ bắt sắt này ra, bắt trực tiếp hai cái này lên trên này này. Đây là em nhìn này, đây này. Đấy, em bắt trực tiếp vào như này, xong bắt chắn bùn là xong thôi. Đấy, còn ốc quát thì em đưa vị trí ốc cũ sang là xong, không bị thiếu con nào mà thậm chí còn thừa luôn. Đây là em này, em hình dung này, đây này. Em bắt vào lên nhà này. Lỗ thì anh khoan rộng để điều chỉnh cái kích thước xê dịch rồi, thành ra em không sợ vấn đề là bị căng đâu. Đấy, đây đang bàn giao cho em ý. Cái này thì nhà mình khoan lỗ sẵn rồi anh em nhé. Anh em thông cảm là cái này nhà mình khoan lỗ sẵn rồi. Các bạn về thì các bạn bắt giúp mình vào xe nhá các bạn nhá. Đó. Đây, để lên đây cho em ý. Chắn bùn cao su inox Michelin này chung ạ. Đây, 4 cái bát các bạn nhá. Bát khác hoàn toàn này. Một đôi Michelin này các bạn này. Một đôi Michelin nha các bạn nha. Được em, được. Ok. Đều Michelin hết hả? Đều Michelin hết luôn. Đây chúng bắt đầu cabin xe chúng ạ. Hay hơn. Bắt đầu bên phụ ấy. Đấy. Hai đôi Michelin các bạn nhé. Cái này em về em phải cắt bớt đấy, chém bớt chắc chắn là về trước em phải dài cắt bớt lên trên thì nó mới vừa được. Đó, đây hôm nay thì mình cho các bạn khám phá qua chiếc xe của em trai nha các bạn nhá. Hơi ám rồi, đồ đạc em chế đầy đủ hết đây các bạn này. Các bạn đang ngắm toàn cảnh chiếc xe của em trai nhá, một trong những người em rất là yêu xe luôn. Đây, toàn bộ đồ chơi là em ấy cũng tự lắp các bạn ở nhà nhá. Đó các bạn thấy không, đây toàn bộ khoang cabin. Đây là súng xịt các bạn nhá, súng xịt. Đấy, đây súng xịt này, súng xịt hơi này các bạn này. Đấy, rất sạch sẽ luôn này. Đấy, các bạn thấy không, rất hay luôn. Đấy, súng xịt hơi. Còn cái này thì các bạn đi trên đường các bạn xịt. Đây là bộ nội thất bên trong cabin này các bạn này. Đó, mình đang sâu toàn cảnh. Em ấy có một cái rất là ấn tượng luôn và em ấy trang trí rất là nhiều con sâu. Hiện tại của xe của em ấy thì mình áng chừng nó rơi tầm 6 con sâu, một con sâu các bạn nhá, một con sâu này. Trên này là hai con sâu. Đấy. Đây, bên này một con sâu nữa. Và đằng sau xe là các bạn nhìn thấy vị trí của nó ấy.
mình bắt đấy. Đây các bạn này, em mình trang trí hai con sâu đó. Rất là lạ luôn các bạn nhá. Đấy, nhìn mỗi người phong cách. Còn đây là cái bình hơi, đây, motor phát hơi đây, em mình treo như này đó các bạn thấy không. Các bạn đang ngắm toàn cảnh chiếc xe của em trai đấy, Kia K250 lên full đồ chơi, độ rất là nhiều thứ trên xe. Mình đang ngắm toàn cảnh cho các bạn. Cái mũi lướt gió đây các bạn này, mũi lướt gió. Mũi này thì em mới lắp của Hyundai, nhưng mà nó không cùng form các bạn nhá, nó giống như form thôi. Rất là nhiều thứ luôn. Hiện tại thì mình đang soi là em mình đang lắp đôi còi các bạn nhá. Đây đôi còi này các bạn này, đây còi đây. Đây mình quay cho các bạn xem đôi còi ong. Đấy, ong trắng, giã rất là khét tai luôn. Không biết em còn chơi còi gì được không, một tí mình sẽ bóp cho mọi người xem nhá. Rất là nhiều thứ luôn. Đấy, tổng thể là chiếc xe này. Em ơi, độ cái đô bi cầu này mất bao tiền? Cái gì? Em độ đô bi cầu mất bao tiền? Bi cầu này ạ? Ừ. 5 triệu à? Nên người ta lắp cho em hoàn thiện đúng không? 5 triệu. Chạy sáng không? Là cả cái vòng này. Chả sáng không, chạy sáng không? Sáng. Đấy, ok nhá. Giải giải led này mất bao tiền em nhỉ? Giải led này mất bao tiền nhỉ? Giải led này triệu mấy, triệu 7. À, triệu 7 cộng với bi cầu led là 5 triệu, tất cả tổng 6 triệu 7 các bạn nhá. Còn những cái này thì nó đơn giản thôi các bạn. Những cái này thì là anh em tự design. Các bạn có thể mua ở trên cửa hàng phụ tùng hoặc là mua một số trên trang mạng các bạn nhé. Đấy, đây, em mình sẽ bắn còi cho các bạn nghe này. Đấy, đây là còi baby shark các bạn nhá. Con này là baby shark à em? Baby shark. Baby shark. Đây, còi baby shark làm với các bạn nhá. Mình sẽ quay cho các bạn xem còi baby shark. Đây. Đây là em đặt cái còi này ở đâu nhỉ? Còi người lắp capo đây mình nhìn thấy trong này. Thế à? Trước lắp còi hơi nhưng mà to quá rồi chuyển sang còi điện. Còi điện chuyển baby shark. Chuyển baby shark. Thế thì cái cục kia đó là baby shark à em? Cái cục này. Cái cục ngân baby shark à? Ngân baby shark. Còn đây, trước em mua cả cục ngân với còi là triệu mấy. À, cho anh nhìn qua vắt, cho anh nhìn qua với. Đây, mình sẽ khám phá cho các bạn qua xem qua cái còi baby shark độ còi ốc nha các bạn nhé. Mình nhìn thấy ở dưới gầm là ba con còi ốc. Có nghĩa là tất cả là phải mua mất mấy đôi còi này em? Có 3 cái còi. 3 cái còi ốc. 3 còi. 3 còi ốc. Còn bộ baby shark đây em? Đấy, à, đây. Đây baby shark đây đúng không? Đấy. À đây là cục cho em baby shark các bạn nhá. Có nghĩa là mua cái cục này, em độ thành cái này chỉ còn là cái loa để phát ra baby shark thôi. Không, trước là mua cả cái này với cả dàn còi của nó nữa. À. Dàn còi em bỏ đi rồi. Để nhà. Còn bây chỉ thay vào ba còi sên thì kêu to quá. À em mua lại cho anh phát. Em mua lại cho anh phát. Đây các bạn nhá, các bạn nghe còi sên này, chế độ baby shark. Cái nhại này là ngày xưa là nó chỉ là gọi là cái điện để nó đánh ra cái nhại thôi đúng không em? Ừ. Còn hơi hay không hơi thì nó không liên quan gì đến cái baby shark. Ừ. Còn con này là nó sẽ phát ra tiếng baby shark. Còn cái này chỉ gọi là cái loa để phát ra. Một là mình chơi hơi, hai là mình chơi điện được hết. À, thế là ngày xưa anh cứ tưởng là cái con baby shark đấy là nó đi theo cái bộ hơi cơ. À, hay các bạn nhờ. Đấy, em trai độ rất là nhiều từ trong các bộ. Đấy, tổng thể chiếc xe của em đây các bạn nhá. Rất là nhiều đồ chơi luôn. Ok các bạn, đấy. Thật ra thì còn nhiều thứ đồ chơi lắm. Nhưng mà không biết là mình đang quay cho mọi người xem, mọi người sẽ tìm hiểu dần dần các bạn nhé. Vì thật ra có những cái bài độ mà hiện tại lúc mình quay ấy, thì mình cũng thật sự là mình chỉ nhìn qua tổng thể xe của anh em thôi. Đấy, và có gì đặc sắc thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Đấy, con này rất là hay, bạn ấy độ cái còi baby shark thành còi ốc sên. Rất là hay luôn, đây còi hơi bắn rất là hay các bạn nhé. Đấy, ok anh em. Đấy, mình đã review qua cho các bạn xem xong chiếc xe của em trai nhé các bạn nhé. Độ rất là ngầu luôn. Đấy, có gì mọi người ủng hộ mình nhé các bạn. Vệ sinh rất gần mình xuống. Đây là đang vệ sinh dán cái chữ Xen các bạn nhé. Đó, cái này thì đang xịn bô bít 100% luôn. Đó các bạn thấy không, Xen, đó, rất đẹp luôn. Đó. Cái này nó bên trong nó có cái băng dính hai mặt. Các bạn móc cái miếng vàng đi cho mình và các bạn cầm theo đúng cái vị trí này. Các bạn dán
trung căn chữ A này, nói chung là nó thẳng này. Chữ A với cái chữ giữa chỗ này này. Đấy, là nó sẽ thẳng, là chữ A lên thẳng đây. Đấy, thì nó sẽ cân hai chữ. Đấy, đang căn dàn chữ xe các bạn nhé. Đó, ok cho các bạn. Đấy, sau khi các bạn dàn xong thì các bạn bóc nó ra thôi. Em bóc đi em. Em bóc ra xong rồi. Đấy, trên tay em bị đập hộp các bạn nhá. Đấy, bóc tem. Ok các bạn, quá đẹp luôn. Đấy, em bóc tem đi em bóc nữa. Đấy, bóc tem các bạn nhá. Đó, xem. Đấy, em dán này thì nó che được cái khoảng trống của em giữa cái mui và cái lóc, vì cái mui em bắn hơi sâu. Bây giờ mui đẩy ra một chút nữa. Đấy, đẹp luôn. Chơi thôi. Ok. Đang dán cái màu các bạn nhá. Đây là cái màu lóc. Cái này là một trong những cái rất là đẹp luôn. Ít khi anh em để ý cái này, nhưng cái này thì một trong những cái mà rất đẹp. Vì mình thấy cái khoảng cách giữa cái mui và cái cabin của em thì hơi xa. Để khi dán cái màu này vào thì mình thấy nó rất đẹp luôn các bạn nhé, quá đẹp luôn. Đấy, nó sẽ che bớt cái khoảng cách giữa cái màu và cái mui lóc. Ở đây là màu xịn hàng Auto Clover các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy nó đẹp không? Rất là đẹp luôn. Đấy, bên trong thì nó băng dính hai mặt thôi. Mình sẽ bóc nó ra và dán toàn bộ. Bóc ra. Đấy, và dán toàn bộ các bạn nhé. Mình bóc nó ra xong đó mình sẽ dán nó vào thôi các bạn. Đấy, giờ mình sẽ phải vệ sinh em. Mưa đấy nhỉ. Bây giờ mình sẽ quay em để di chuyển nha các bạn nhá. Quay em để di chuyển cho các bạn xem. Mình quay em để di chuyển cho các bạn xem. Đó. Đây là anh em thi nhau giá còi các bạn ạ. Thank you anh em rất nhiều nha các bạn nhé. Anh em thi nhau giá còi. Ok. Mưa đấy, mưa kinh thật, sợ quá. Ôi da anh. Thoải mái đi anh ơi, thoải mái đi, thoải mái đi. Ok. Đây, đang chuẩn bị lắp cho anh trai ít đồ các bạn nhá. Ui, mưa. Các bạn nhá, trước khi lắp mui thì chúng ta sẽ phải lời góc này cho hết ra ngoài các bạn ạ. Các bạn lời cho mình kịch ra ngoài nhá các bạn nhá. Đó, anh em lấy kịch ra ngoài cho mình. Đó, các bạn cứ lấy kịch con ốc ra ngoài. Anh lấy gần kịch ra là được anh ạ. Để chúng ta đặt vào thì cái tai nó sẽ thò ra bên ngoài nhiều, để chúng ta đưa vào cái ránh của nó là xong. Đó, rất là đơn giản luôn. Đấy, anh cứ lấy cho em ra ngoài phát là... Anh em bên giúp mình nhá các bạn nhá. Đấy, anh đứng lên ghế anh đỡ cho em phát là xong. Rồi, đặt lên cho em phát. Rồi, xong. Đấy, anh bửa cái tay cho em vào cái ránh của nó. Anh bửa xuống. Là xong các bạn nhá. Sau khi đây, nó sẽ có 4 cái bát đi lốc thôi. Các bạn bắt vào trong mình nha các bạn nhá. Đấy, các bạn cầm con ốc các bạn xoáy tay vào trước này các bạn này. Đấy, nó có 4 cái bát đi lốc các bạn nhá. Hàng này nhà mình là bát bằng inox các bạn lưu ý nhá. Chứ không phải bắt bằng composite, hàng bắt bằng inox luôn. Thế đây anh em yên tâm là bắt là căng đét luôn. Còn là đôi khi mà nó xảy ra tình huống là cái này nó sẽ xê dịch một chút thì các bạn cầm cái khoan rót cho mình như vừa rồi mình có rót nha các bạn nhá. Đấy, rất đơn giản. Đấy, thế là xong. Dạ. Đây là anh trai có đặt mình cái mui này trước cách đây tầm 3 hôm trước các bạn nhá. Vì cái mui này thì thật ra thì cái càng nó rất là bé, mình không để ở đây đâu.
Anh em nào mà đặt mui thì các bạn báo trước cho mình tầm 2 đến 3 hôm nhá để mình chuyển nó ra thôi. Còn ở đây mình bé mình không có chỗ để mình chứa ấy, các bạn ạ, thông cảm giúp mình. À thế thì lấy là ý thích của anh trai nha các bạn nhá. Anh ý thích nó lên trước đầu xe một chút. Đấy, thế là đây các bạn này có 4 cái mát thôi. Anh em cứ cầm cái tên 14 các bạn xoáy vào cho mình thôi. Đôi khi mà nó sẽ bị tình huống là sai lệch thì các bạn dõa cái này đi một tí đây các bạn này. Đấy, nó sẽ lên xuống một tí thì các bạn dõa một tí đi. Các bạn cầm khoan các bạn dõa một tí đi là được. Đấy, thế là xong các bạn nhá. Đó, ok luôn, ngon lành luôn. Đó. Tới tay rồi anh ạ. Oppo Magic này. Rồi, ok, thế là xong các bạn nhá. Đấy, okay. Red căng luôn. Ok. Đấy. Ok anh. Đấy, anh có lắp thêm đôi gương phụ này các bạn này. Hỗ trợ điểm mù này các bạn này. Gương phụ hỗ trợ điểm mù. Con chắn bùn đằng sau thùng cái gì anh? Cho các bạn xem luôn nhá, không vướng tí nào luôn các bạn nhá. Đây. Đây, không vướng một tí nào luôn này. Nó có còn thừa tầm 2 ly đây các bạn này. Đấy, không vướng một tí nào luôn các bạn nhá. Vệ sinh sạch sẽ trước khi dán nha các bạn nhá. Cái này thì nó rất là mạnh các bạn ạ. Đấy, anh em lưu ý khi các bạn mà muốn chơi chung A này thì các bạn dán trước khi dán cái này che mưa nhá. Thế hôm nay thì dán về che mưa rồi, thành ra là mình sẽ bóc lên cái keo là mình dán bình thường, bình thường các bạn nha. Đấy, các bạn bắt con kéo tay là keo là mình sẽ bóc lại che mưa. Đó, các bạn nha, bóc bóc kéo tay một tí thôi. Đó, ok. Đó, để cho cái đầu người ra là được các bạn nhá. Đây là cho em ạ, đâu thế này. Đây là cái chung A các bạn nhé. Cái chung A này rất là mảnh các bạn nhé. Nhiều anh em tưởng dày nhưng nó rất là mảnh. Nó như tờ giấy thôi, nhưng mà khi dán vào thì nó sẽ thành màu chrome này. Nó có tốt băng dính màu xanh các bạn nhé. Các bạn cầm tay các bạn, theo khi các bạn dán xong nhé. Các bạn cầm cái tay, bề mặt mảnh mảnh các bạn cầm cái bóng tay. Bề mảnh các bạn bóc cái lớp màu xanh ra các bạn ạ. Đó, đây, các bạn ạ. Các bạn ấn lại cái này. Đấy, các bạn cho anh em quá tuyệt vời các bạn nhé. Hôm nọ thì có lắp cho em trai rất là nhiều đồ chơi của xe này đó các bạn. Hôm nay thì bạn qua bạn lắp hai thứ chữ A và cái là chân kính để cho nó tổng thể cái khoang xe. Còn thiếu một số những món đồ nữa thì hôm nay mình hết các bạn ạ. Mình về cho em một bí đèn hay là cái cua lốp thì hai bạn kiếm sau. Hôm nay đã hết hàng. Thank you em nhá, chào nhá. Thank you em trai. Đấy, có gì anh em ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Các bạn qua đúng phụ tùng ô tô Nhật Đức cho mình nhá. Gì? Dạ. Em về che mưa gì? Vâng, đó, chúng lấy bác một về che mưa rồi. Còn gì được không bác? Cái này anh gắn con em được không? Thật ra thì em đưa cho bác về nhà bác dán 2 phút là xong. Chứ trời mưa này dán không bảo đảm đâu. Dán à? Đâu đây chú xem ạ. Bên này một bộ của Hilo đó. Rồi ok có luôn ạ. Hilo là nó một cái một ạ. Đúng rồi, giống hệt nhau ạ. Giống hệt nhau ạ. Vâng, nhưng mà nó khác chứ Hilo như đâu ạ. Đúng rồi, khác rồi. Đâu đây chú thử như thế nào. Nếu mà được thì em lấy 2 bộ Isuzu. Cái này anh có cái ốp của gương Isuzu này không? Đó, ốp mạ gương ạ, hay là ốp đen ạ? Ốp đen thôi. Đâu bác chỉ cho em xem bị vỡ cái nào. Ốp đen thôi, em kích xe ở nhà cơ. Nhưng mà bị vỡ cái to cái bé. Để hai cái luôn. Bên lái. Bên lái. Đây bác học phải vỡ cái gương này thì không vỡ cái gương này thì bay mất cái này. Cái này, cái này, cái này. Ok, ok bác. Để em kiểm tra. Anh báo giá cho em cái anh này ơi, cái kia cái gáy gương đấy thì không có hàng đâu. Cái gáy gương đấy bán theo gương không bán lẻ gáy đâu. Không bán lẻ à? Gáy đều không vừa đâu anh ạ. Bán theo gương thì bao nhiêu tiền? Gương của nó 400, cái gương to, gương bé 300 là 700 một đôi thì nó mới vừa gáy của bác. Còn nếu bác mua gáy vớ vẩn không vừa đâu ạ. Đây bây giờ em điện cho giám đốc em hoặc anh nói chuyện nhé. Vâng, ok bác. Cho nó cụ thể không thì em mua về nhé, nó không ưng ý thì chết. Ok bác, cai các bạn nhá. Đang ơi anh đấy. Chung về 2 đôi Isuzu chưa ạ? Anh lấy một 2 đôi của Isuzu với một đôi của Hino cái chắn mưa ấy nhá. Với lại cái gương con đấy không? Cái gương, tưởng anh bảo anh ấy là
Anh ấy bảo là cái bé thì 300, cái to thì 700 mà phải lấy cả gương. Cái to 400. Cái to 400 là 700 là lấy cả gương. Không bán lẻ lấy ạ. Cả gương mà cái bé 300, cái to 400 là 700 thôi. Tôi thấy nó bộ như thế nào. Anh em nhé, cảm ơn bác Tài rất nhiều luôn. Đây là một bác Tài của dàn xe ở trên Lào Cai anh em nhé. Nhà bác ấy có đây, dàn xe nhà bác ấy là tất cả có 9 con đều Isuzu FPRR và có 2 con Hilo. Đấy, thanh niên trai xong một lúc thì mình bán cho anh ấy 3 bộ vé che mưa và 2 bộ gương. Thanh niên trai nhé, để anh em ủng hộ mình nha các bạn nhé. Anh em qua mưa, anh em qua ủng hộ rất là vui các bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cuối cùng thì em trai là xong nha các bạn nhé. Cuối cùng là xong. Mùi màu đầy đủ hết. Hello anh em. Vâng. Hello anh em nhá. Đấy, cuối cùng thì đã làm xong cho bác Tài các bạn nhá. Hôm nay thì Hà Nội rất là mưa các bạn ạ. Nên thành ra là Hà Nội rất là mưa. Anh ra là đang bàn giao cho anh trai đồ, anh ấy về anh tự dán lấy ở nhà. Hay chỉ cho anh ạ. Giờ là anh 100 đúng không? Em vào bên anh, em biến giờ là anh. Đấy. Đây, mình nhận lại anh 100 các bạn nhá. Hôm nay thì Hà Nội hôm nay Hà Nội rất là mưa các bạn nhá. Hà Nội rất là mưa thành ra là có một số những cái mình không thể lắp ở đây được thì anh em thông cảm các bạn là về nhà lắp giúp mình. Nắp cả mui gió rồi, nắp cả bầy thứ cho anh trai nữa. Nên vì là mưa quá. Em cảm ơn anh nha, anh chạy nha, ok anh. Mai kia lắng anh qua anh xử lý lốt. Thank you anh trai. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Có những anh em ủng hộ mình nha các bạn nhá. Đây, và các bạn vào đúng cái phụ tổng đường Đế Đức này các bạn. Thank you anh em. Sẵn hết rồi. Về anh chào nha, bắt vào như chú thôi. Vì mà em ở đây không bắt. Thì khoan lô sẵn rồi, về là lái xe bắt được anh ạ. Bắt thì chỉ có mắt tầm 6-7 con ốc thôi. Đấy, bản to hàng dày đập máy luôn. Đây là anh này, về tàu bắt đây nha, bắt có đây này. Dày này. Bắt này. Treo lên, treo xong. Tháo hết toàn bộ kia ra. Treo này lên, đúng có 4 ốc. 4 cái này mất 4 ốc là xong. Còn ốc trên này thì nó sẽ vừa cái lỗ ở ngoài của anh. Còn nếu mà nó mà hơi lệch lạc một chút thì anh có thể cầm vít lên bắn lên cũng được. Bắn bằng phía đây lên cũng được. Đây bọn em khoan lô sẵn rồi. Đấy. Hàng dày dặn đẹp luôn. Đấy, xe của anh mò rét là gì đây anh? Đấy, chẳng bùn về, vừa về rất là nhiều các bạn nhé. Anh đưa miếng cao su sang đây. Và không anh mua thêm đôi cao su thái này nữa thì em mới lắp không có đồ nghe sao không biết được 300 thử đi thoải mái luôn. Mặt gương ca 200 bên phụ ok, cả cụm bên mặt không nhở, cả cụm chứ không biết nó bảo đúng rồi chuẩn luôn. Bây giờ là em lấy cái mặt hay lấy cả cụm thì em mở lại cho là cái nào anh ở gương để bạn ấy bắt để nhìn thêm nhá. Đây anh ơi, anh ở cho như này tầm này bạn ấy mới nhìn thấy ra xa thì chấp nhận thôi, nói chung là đá ra thì phải ra tầm này, chứ ra tầm này tầm này thì chả chả khác là mấy. Đây đang ngược cho bác Tài bắt trực tiếp vào gương chính các bạn nhá, để nhìn thêm cái phần các bạn này quá rộng phải không. Đấy, em thì đang ngồi trong cabin nhìn thấy chưa? Đó. Đây này, không là có bài này nữa anh ơi, là có bài này nữa này, là có kiểu như này này, em bảo một là kiểu này nhá, hai là em chơi kiểu này này, anh bảo ra đi khoan thủng cái gương bắt vào đây như này,
Đấy, khoan khoan, làm cái chân đẹp, đeo vào đây này. Nói chung là một trong hai kiểu đều được hết. Nhưng kiểu này thì sẽ phải hơi chế cháo một chút. Kiểu này thì chân hơi ngắn nhá. Nếu mà khoan thủng vào đây thì nó cũng vách như này nhỉ. Thì nó vách như này. Cái này thì nó bắn thì nó chật tới hơn con chân. Đấy, con tài đang hướng để chơi vào đây các bạn nhé. Không quá rộng thì bắt buộc phải chơi bài này. Quá ngon luôn. Ok, phạm thưa anh. Biết bốn chạy chung không? Biết bốn chạy cả chung môn là xong. Ừ, chơi nhảy thôi. Đúng rồi, một thứ một cái nữa. Không, giá chuẩn anh ơi, em không thấy đắt đâu, yên tâm. Anh khách quen rồi, thành ra không thấy đắt luôn. Anh cứ yên tâm, bán bao giá toàn quốc luôn. Bao giá toàn quốc luôn, không phải là bao giá ở Hà Nội đâu anh nhá. Anh yên tâm là khách quen rồi. Vào đúng cửa hàng thì em bán chuẩn giá cho anh luôn. Tại sao đắt hơn? Vì hàng này nó xịn hơn. Còn hàng kia thì nó bình thường hơn. Nhưng mà nó phải lắp được như thế. Vì con này của anh là chân 8, con này của anh là chân 12. Nó phải thoải mái luôn, không vừa đổi thoải mái luôn anh. Còn em đưa là chuẩn 100% mà không sai được. Vì quan trọng là cây là mưa, chỉ quan trọng cái này thôi. Cái lỗ này này, nó phải đúng của nó này. Không đúng, cứ không đúng của nó thì không lắp được. Còn đúng của nó thì cứ thêm anh lắp thôi. 100% là chuẩn luôn. Đúng bài luôn, gạt tì mạnh luôn. Còn mấy cái này mà gạt không chuẩn nó tì yếu lắm. Ok anh, em ghi đúng giá hết luôn anh. Chưa mua tất cả rồi anh ơi. Đây em ghi rõ nhá, gạt mưa của anh hai cái này, 550, gạt mưa hai cái 400, hai chổi 150 Hàn Quốc. Tổng là 1.1 ạ. Thank you anh, 1 triệu của anh. Thôi bằng anh rồi. Ok anh, đủ anh ơi. Không vừa anh đổi là đổi thoải mái nhá. Còn em nghĩ chắc một chuẩn chẩm chuẩn 100% rồi thì em bán không thể sai rồi. Anh dùng đôi này của em thì anh đến mọt xe cũng hỏng luôn. Đúng hàng xịn của Hàn Quốc mà. Em cảm ơn anh nhá. Thank you anh trai. Có gì anh em ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823083. Thank you anh trai rất nhiều nhá. Anh em vào đúng cái khung tùng của tôi nhớ đức giúp mình nhá. Có mũi tên nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Anh em đang tình cảnh lắp cái mũi đỡ gió. Đấy, hai em trai rất là nhiệt tình luôn. Đúng rồi, như thế chuẩn luôn, đúng bài luôn. Em đẩy lên phát xong luôn. Sau khi các bạn đặt bốn cái bát vào đây các bạn này, anh em chỉ việc cầm cái tê, anh em xoáy ra tự nó sẽ đẩy cái này lên các bạn nhé, sẽ đẩy cái bát này lên. Ok, đang bắt cái chắn bù đằng sau bánh xe các bạn nhé. Vì tại sao hai anh em đang cắt, các bạn biết là cái này nó bị chạm vào cái sắt xi ấy, thì thành ra là anh em đang cắt cái này các bạn ạ. Đây là đang cắt cái này này để cho nó vào vừa với cái xương của cái sắt xi, vì xe cam 125 thì nó hơi bé chút. Thì anh em là xong nha các bạn nhé. Một, ok, giờ đi tràng luôn em. Em tràng xong rồi giờ đi về. Thank you em, giờ em 300. Cuối cùng thì là xong nhá, hai anh em là xong luôn nhá. Bạn mấy con biết hơi. Ai có đi cái đèn sơn đỏ để em làm qua mắt. Ừ. Thực ra có mấy con vít ngắn thì bắn nó dễ hơn. Cảm ơn anh ạ. Ừ, anh cảm ơn em đi. Anh kia em trai rất nhiều nhá. Rồi, cuối cùng là xong các bạn nhá. Mua nhất gió này, rồi là đôi chắn bùn nữa. Mọi người có một loạt đồ chơi cho em trai đây. Ca 125, giống em ca 150 luôn. Đó, đây, đôi chắn bùn cùng nhá. Mình quay bạn xem. Đấy, bạn nhau, ok chưa anh em? Có gì mọi người ủng hộ mình nhé các bạn nhé. Theo số điện thoại đây các bạn, gặp đúng khu đúng thôi thì đúng nha. Mã mà chuẩn rồi, 100% chính xác rồi. Được, sao gửi lại anh thoải mái luôn. Thank you Nghĩa nhá. Và mũ bít xịt luôn. Đấy, bàn giao cho em trai. Đó. Ok nhá, về nhá. Đấy ạ, ok, có gì ạ. Có gì anh em ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038 cũng như là 0243851646. Anh em nhớ ủng hộ mình nha các bạn nha. Giờ em trai thì cầm về nhà lắp. Đó, ok. Thank you em rất nhiều luôn. Có gì mọi người nhớ ủng hộ mình nha các bạn nha. Anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình, Phú
chúng tôi Nhật Đức hôm nay thì đang dựng cảnh bán cho em trai cái đèn xi nhan của Isuzu Quicker. Đúng rồi em ạ, chuẩn rồi. Đúng rồi, 350 em ạ. Xi nhan bên lái các bạn nhá. Xi nhan bên lái của Isuzu Quicker. Con này thì nó đi liền cả bộ như này các bạn nhé, chứ không phải đi liền với cái mặt ngoài với các bạn nhé. Đây là bán liền theo cả bộ này. Ok em trai, thank you em. Anh gặp em nhá. Rồi chạy nhá. Có gì alo cho anh. Thank you em trai rất là nhiều nhá. Có gì anh em ủng hộ mình nhá. Đoàn xe nhà bạn rất là nhiều. Thì ra anh em có đi qua ủng hộ mình. Buổi tối thì mình ở đây cũng rất là muộn, để cho anh em cứ coi điện cho mình trước nhá. Để tránh tình trạng mà hôm nào mà mọi người qua mua đồ thì mình sẽ đợi mọi người. Thank you em trai rất là nhiều. Giao anh em giảng thuốc. Thank you em nhá. Có gì anh em ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Rồi chào tạm biệt các bạn. Okay, em xuống đang bán cấp cứu cho bạn ý cái dây hơi móc các bạn nha. Đây là dây hơi móc này các bạn này. Dây hơi móc hai cái cộng với một dây điện móc đây, dây điện móc đây. Đấy các bạn nhá, dây điện móc hàng loại một luôn các bạn này. Đây căng luôn này. Anh ghi hóa đơn vào cho em nhé. Ok. Đó, tất cả tổng 3 sợi. Em đi mua giúp người ta thôi. Đúng rồi. Không nữa đến lúc lên cãi nhau lòng vòng okay, lắm. Ok, xong luôn. Đây các bạn nhá. Dây hơi đẹp luôn. Cộng em chuyển khoản nhá. Ok. Kia tài khoản kia bạn ơi, bắn vào cái biển kia cho mình nhé. Anh có wifi cho em nhờ cái wifi đi. Có. Đấy, số tài khoản đấy. Wifi, wifi là wifi. Gì đấy nhỉ? Wifi số điện thoại mình ở biển đấy chưa? Thêm hai con A còng sau cùng. Đấy, số điện thoại 83 này. Đấy, số 83 đấy. Đúng rồi, VNPT ấy. Bạn vào cái VNPT ô tô ấy. Bạn vào VNPT ô tô ấy. Đúng rồi, FPT ô tô không, VN cơ. Của mình là VNPT. VN phụ tùng ô tô ấy. À, VN ô tô đây rồi. Đấy, số điện thoại người đi 83 ấy. Không. À, tưởng bây giờ mới về. Đây, 2 kỷ đồng các bạn nha, chuyên độ và còi hơi. Đấy. Con này thì các bạn lưu ý là khi các bạn mua thì nó sẽ có hai loại còi hơi. À, một loại còi của ong và một loại còi Trung Quốc loại 1 thì các bạn nhớ là mua báo đúng chuẩn nhé, không là gửi nhầm cho các bạn tím nhé. Tím xin không? Ê anh! Được! Trọng ơi cầm cho anh với. Ok Trọng nha, Trọng đi nha. Thank you Trọng. Vào đây cho đi em, cho vừa con này thoải mái được thoải mái. Đây có cho bác này cái cáp, có vấn đề gì chưa, cái alo lấy cái gì tiếp thì cái alo cho anh. Rồi ok. Thế bây giờ bác cấp cứu ở đâu? Hả? Cấp cứu ở đâu? Lên cao tốc ấy. À ok em, thank you em nhá. Ok anh em ủng hộ mình nhá, qua số bạn là 0978823083 và 0978823038 ok anh em. Cứ đang này đi ra 13 giờ trên lên xin nhà nhá. Ừ, đang khóa vào thì mình mua. Hình như hay bị lỗi, sáng qua Hon nó buông với tinh. Nó minh tinh vào. Chào mừng em, đây là kênh của mình. Anh em đang cảnh cái gương tròn của Olin các bạn nhá. Đấy, Olin. Nako Olin. Các bạn nhá, Nako Olin. Ok, rồi, cùng với đây các bạn, rất đơn giản luôn. Các bạn nhé, mình sẽ đứng lên đây để bắn cho em đi. Đây, nhân cần biết bắn á, để ấy dựng cái gương nhá. Nhân cầm cái này. Thấy không? Thấy không? Rồi ok, bắt đi. Đây, đây đang bắt được con các bạn nha. Em dạ, em bỏ căn nhựa ra không được, bỏ căn nhựa ra. Thì chặt lít luôn, ok, chặt vào đây. Rồi, dưới nha, em đưa đi lại đi. Tay
Rồi bắn. Ok, để ra xong rồi chưa bắn. Đây, xe của bạn đây. Xe của bạn thì độ rất là nhiều đèn các bạn nhé. Toàn bộ đèn bắt cầu đi rất là led luôn các bạn nhé. Đấy, đây đi cầu bóng, đi cầu led luôn này. Đó các bạn nhé. Đấy, rất hay luôn. Đấy, là đi cầu led cho các bạn nhé. Đi cầu led. Đây, toàn thể xe của em trai các bạn. Đó, toàn thể cầm mập. Cầm mập rất hay luôn. Ok nha. Cảm ơn. Rồi, thưa các bạn nhá. Em xuống nhanh em nào mà có mình các bạn ủng hộ cho mình nhá, gọi điện cho mình nhá. Thank you mọi người rất nhiều luôn. Anh yêu em nhá, có gì alo nhá. Anh cảm ơn, có gì nhắn tin trong bếp nhá. Thank you em. Rồi, giờ mình sẽ quay cái clip xe cho các bạn ngắm qua nhá. Mưa đèn của rất là sáng các bạn. Đây là đôi bi cầu led các bạn nhé, bóng bi cầu led đấy. Đấy các bạn nhìn này, bóng bi cầu led này, sáng rực luôn. Đấy, ok, giờ mình sẽ quay bạn di chuyển cho các bạn nhé. Anh em trai nhá, có gì anh em ủng hộ mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Tròn Hilo 215. Đúng rồi. Rồi ok, em lấy túi tranh nhá. Các bạn là nó có hai đời, thế nên rất là phải hỏi chính xác. Vì nhiều người lắp cái đời 215 thành gương cánh cửa. Thành ra là mọi người chế đấy, cái đấy thì mình không biết. Nhưng mà cánh cửa nó khác. Đúng rồi, nó to hơn. Đấy. Đâu, cái này chuẩn luôn, 100%, chuẩn rồi. Không sai được rồi, con này thì chuẩn 100%. Ok, lấy cái... Nhại còi đi. Nhại hết rồi. Nhại còi hết. Chiều nay định bới lấy mà hết sạch không còn con nào. Mai qua ngày kia qua. Mai kia qua lấy sau. Rồi ok. Lúc nào qua lấy sau. Quan trọng cái gương để nhìn chứ ạ. Ôi cùng mẹ á. Tự nhiên này mưa to. Em có nhớ nhà bác mà đối diện cái tòa này nè. Đúng rồi. Nhớ là đối diện tòa này nè. Tòa nhà thì cô. Thank you bạn. Đây thì mình gửi lại. Bây giờ mới đi làm về đấy à? Thấy sang gọi điện vào và tối tầm 7-8 giờ qua. Đấy thì đi làm về đấy còn. Mình gửi bạn này. Rồi, thank you. Có gì giờ đây nhảy ra giờ đây chạy còi thì mai kia qua là có. Mai kia thì. Ừ có mà hôm nay chiều nay định lấy nhưng mà quên mưa quá không kịp lấy. Ok. Cho bình thường cái đấy bán suốt mà. Đúng rồi. Rồi. Em vào đây. Ok mình cảm ơn nha. Mua hiểm. Mu. Mưa mà đi. Cái là toàn đi vào những cái chỗ nó củ chuối mà không có gương cầu cũng đi được. Gương cầu đi chuối. Nếu mà không vừa thì có gì cứ qua đổi thoải mái không sao đâu. Còn gương này thì mình bán cho bạn là chuẩn 100% rồi. Không sai rồi. Chuẩn rồi, em nhìn nó biết rồi. To, cái loại nhỏ nhỏ này này. Mày không vừa này. Không vừa. Đấy. Vì Hilo nó to. Đúng rồi. Hilo 500 to. Ok, mình cảm ơn nhá, chạy nhá. Thank you anh em. Có đây anh em ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Theo số điện thoại là 0978823. Chắc chắn 2 giờ mình lấy về đó. 100% luôn. 2 giờ là đi đường bên kia đúng không? 2 giờ. Nói chung đi bên nào cũng được, cứ đến gần đây mình thò lên đường cho. Không có nếu mà ấy lúc nào thì cầm qua Việt Đăng cho em cái. Việt Đăng chỗ nào nhỉ? Hino Việt Đăng. Ở dưới kia gì? Ở dưới kia đấy. Ở đây được. Bọn giải phóng ở dưới chỗ nhà thiêu đấy thì nó thiêu đấy thì. Đúng rồi. Ok được. Thank you bạn. Mình cảm ơn nhá. Có gì chạy đi, đúng 2 giờ mình giao cho mình không phải rồi đâu. Để mình điện cho nó. Mang lên đấy được không? Được, mang được. Được rồi, mình sẽ bảo ông xong rồi mình mang xuống hộ cho, không sợ đâu. Cứ giao ở đấy thôi nhá. Còn nếu có người nhận không có người nhận thì mình cứ mang lên đấy nhá. Vì em vào đấy là có gì tí em điện cho anh. Được, ok, mình cảm ơn bạn nhiều. Có, à 3 chấu à? Đó. Chết rồi, cái loại 3 chấu này mình đang hết rồi. Hết sạch 3 chấu mất rồi, không còn rồi. Thank you anh em rất nhiều nhá, có gì anh em ủng hộ mình. Hello.
cho anh trai Suzuki lâm tạ. Anh có đầu bơm mỡ được không nhỉ? Đầu bơm mỡ cứng hả anh? À loại cứng, loại cứng thì em đang hết rồi anh ơi. Đang cái xanh quá rồi. Đông luôn, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Bây giờ cho hàng xong bắt đầu mình tiếp tục check tin nhắn và trả lời cũng như là phục vụ mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người có một buổi sáng vui vẻ. Hello anh em nhé. Hôm nay thì anh cảnh đấy. Em thích bắt vào bánh xe là chắn thùng. Chắn thùng thì là cái dài, còn đây là bánh xe là cái ngắn. Bắt vào bánh xe. Bánh xe của em đang là màu có loại Hyundai lại mảnh rẻ tiền đấy à? Vâng. Đấy thấy lại này. Em thích hình con sâu này hay hình con này? Sâu à? Ok. Đầu chạy bon bon luôn. Ok. Em nay thì đang bán cho bạn ý Apple chơi của Hyundai L25SL các bạn nhá. Bạn ấy đang lấy xe ở Hyundai Ngọc Hồi các bạn nhá. Hyundai Ngọc Hồi giải phóng đấy các bạn. Nhà mình đúng cách Hyundai Ngọc Hồi có tầm 3-4 cây thôi. Anh em mà lấy thì anh em ủng hộ mình. Có nhiều lắm, nhiều nói chung là mình bán hàng đây thì mình nhiều anh em qua. Nhiều anh em qua mua đồ và lắp đồ thì em phải thích xe nào em phải quay lại cơ, để đúng con xe này luôn. Em phải nhớ được cái tên của nó cơ, em vào trang em phải gõ ra được. Đúng rồi, em vào trang của anh em phải gõ ra cơ. Và phần tìm kiếm gõ ra em phải nhớ được cái tên cái đoạn cái link cái xe đấy thôi. Giờ ngõ ra nó là tới bên đây. Rồi 3.2 giờ là em 300. Tết đủ. Vui không ạ? Thế là mùng mấy xuống dưới này lấy xe? Chắc em gần cuối tháng. À ngày mấy hôm nay đẹp ngày à? Đẹp ngày à? Thế khi nào xuống lấy thì mà có cần lắp màn hình hoặc là lấy lắp một mấy cái còi lùng linh tinh từ điện anh trước. Vâng. Thì là anh sẽ bố trí xe thôi. Vâng. À bố trí bạn thợ điện đấy. Vâng. Sau đó là bạn ấy qua đây bạn ấy lắp thôi. Vâng. Bây giờ lấy bắt về sao về đâu nhờ để anh chỉ đường cho dễ. Đó, em về Mỹ Đình mà. Mỹ Đình à? Thế thì lên trên đường trên cao luôn. Vâng. Chờ lên đường trên cao bắt xe luôn. Hộp. Đúng rồi, chúng cho bạn đi thôi vậy. Để hôm mới là mình luôn. Để hôm mới cho bạn vào, không có sức hình dung đấy. Cả hộp luôn. Chào lên đường, em đi đường gốc kia kìa. Được. Em chui qua chủ bá xe. Đúng tí là có xe mấy ngày mà. Thế phát Mỹ Đình luôn. Em xin phép nhá. Ừ, anh cảm ơn em nhiều nhá. Có gì alo nhá, có gì alo anh. Anh cảm ơn em nhiều. Ok. Thank you bạn rất là nhiều nha các bạn nhá. Đấy, em trai bây giờ bạn ý đi về nhà bạn ấy thì cuối tháng bạn ấy mới ra chỗ giải phóng gần khu nhà mình lấy xe cơ, vì cuối tháng mới được đẹp ngày. Thank you bạn rất là nhiều nhá. Hôm nay thì anh Tuấn Cảnh chuẩn bị lắp cho em trai cái mặt gương của Nissan Lavada. Em trai hàng xóm gần nhà, đại gia về ngành cá 33 luôn các bạn ạ. Đại gia về cá 33 luôn các bạn nhá. Đây đang chuẩn bị thay cho em trai cái mặt gương bên phụ nha các bạn nhá. Đây các bạn này, hôm qua em mới chạy bị vỡ đây các bạn này. Đấy rất là đơn giản luôn, anh em chỉ việc đây gương mới mình sẽ để đây các bạn nhá. Bên trong thì nó sẽ có mấy cái cựa các bạn này. Các bạn chỉ việc rằng nó ra thôi các bạn ạ. Các bạn rằng nó ra như này các bạn này. Đây các bạn này.
bên trong thì nó có mấy cái cửa, các bạn cứ việc rằng nó ra thôi là nó sẽ ra các bạn nhé. Rất là đơn giản luôn, bên trong nó có hai cái cửa, anh em cứ rằng là nó ra nhá. Đây để mình lấy cái tô vít xay cho em trai xong nhá các bạn nhá. Đấy, mặt gương Navara các bạn này. Đấy, con Navara xịn luôn này. Đây, thấy rất đơn giản, bên trong nó có bốn cái chấu các bạn này, các bạn cậy cái chấu ra các bạn thay thôi, rất là đơn giản luôn. Anh em thay mặt gương ủng hộ mình nhá các bạn nhá, phụ tố tôi nhà Đức này các bạn này. Ok nhá, hôm nay lại đón tiếp anh em Hải Phòng. Đấy, qua ủng hộ đồ các bạn nhá, xe của bạn rất đặc biệt luôn, màu đỏ. Rồi, thoải mái đấy anh ơi, thoải mái luôn, thoải mái luôn. Thoải mái luôn. Ok anh. Đây, chiếc xe màu đỏ các bạn nhá, đỏ chót luôn. Wow, từ đợt mình lắp đồ hôm nay mình gần được một chiếc xe màu đỏ. Đây, trông nắm như lấy cả một chiếc xe màu đỏ các bạn nhá. Chắc có thể là màu này là do bác tài hợp với mệnh màu này. Anh à, ok anh, vừa điện em rồi đúng không anh? Ok anh, lâu lắm mới thấy xe màu đỏ. Xe màu này là mình tự design đúng không anh? Chứ còn hãng làm gì có màu này đâu anh. Okay, mình nhặt nhà máy sơn luôn đúng không anh? Đúng rồi, bảo sao em nhìn lạ thế. Ốp cho anh trai một số thứ đồ chơi của chiếc xe K250 màu rất đặc biệt các bạn nhá, màu đỏ. Đấy, đồ chơi thì vẫn vậy thôi các bạn. Mình sẽ ốp tay mở cửa, ốp gương, rồi một số thứ đồ chơi anh ấy thích, ý thích của anh ấy, và đặc biệt là bắn cho bác tài cái tay gương cầu Vlog. Đó, hôm nay thì mình đang tận cảnh bóc đồ ra và lắp cho anh em nhá. Đấy, nào trước khi lắp thì các bạn lau vệ sinh sạch sẽ, có gương nhục thì bạn cái đây, và tay gương cầu đây. Nhìn rất đẹp luôn, lổi lủi luôn các bạn nhá. Thì xe này màu đỏ tí lên đồ rất lổi. Đấy, tí mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Giờ mình sẽ làm cho anh trai. Chơi cho anh trai thì đang bắn cái đinh rút tán gen các bạn nhá. Để lắp cái tay gương cầu qua đó các bạn nhá, rất đơn giản luôn. Đấy. Một trong những cái tay gương cầu anh em bắt kiểu này thì anh em có thể tháo ra lắp vào. Người ta làm rất là chuyên nghiệp, đúng theo nhà sản xuất luôn. Các bạn nhá, gen này, đinh rút, con này e-lock luôn các bạn nhá, e-lock luôn. Không bao giờ gì luôn. Đó, xe này của anh em màu đỏ rất là lổi các bạn nhá. Lên đồ chơi rất lổi luôn. Đó, đây là cái kìm rút tán gen inox. Đây là cái nhà luôn chứ. Đó, đây là cái kìm tán gen inox các bạn nhá. Rồi, sau khi gì xong thì bên mình sẽ bắn một lớp keo silicone vòng tròn đây để tránh tình trạng nước nó sẽ trôi vào trong cái khe đấy cho các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Mình sẽ bắn nó vào đấy. Tránh tình trạng là silicone nó nước nó sẽ trôi vào đây, mình sẽ bắn như này. Đấy, sau khi bắn xong thì mình bắn vít là xong thôi. Đấy, bên mình sẽ toàn bộ là lấy trong nhà đấy, chúng ạ. Đây, bên mình toàn bộ là vít e-lock hết các bạn nhá. Đây các bạn này, toàn bộ vít e-lock hết này. Đấy, toàn bộ là vít e-lock hết luôn, chứ là không làm vít thường. Toàn bộ mấy cái này là bên mình là làm bằng e-lock hết luôn. Đấy các bạn thấy không? Toàn bộ e-lock. Đấy, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ bắn vào các bạn nhá. Rất đơn giản luôn. Đấy, chuyên nghiệp luôn. Đó các bạn thấy không? Rất chuyên nghiệp. Đó, ok cho anh em, vừa khít kìm này, không hở tí nào luôn. Tất cả cái này là bằng inox hết các bạn nhá, ốc inox hết, không bao giờ gì. Ok. Rồi, đấy, thế là xong cho các bạn nhá. Ok cho anh em, rất là lổi luôn. Đó. Đấy, để che mưa nhá. Hàng này là hàng auto cover các bạn nhá, đẳng cấp luôn. Đấy, các bạn thấy không, sau khi vệ sinh xong thì mình dán cho anh trai vào đúng form luôn, đẹp luôn. Ok, vệ sinh đi các bạn nhá. Xe của anh trai rất là lổi luôn. Màu đỏ hơi bị đặc trưng luôn các bạn. Đó, cái hàng auto của Rover các bạn thấy không? Đẳng cấp luôn. Chúng ta đốt cho bạn các bạn. Cuối cuối cuối. Đấy. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đó. Quá đẳng cấp luôn. Thế là xong. Xe rất là lổi các bạn nhá. Xe cực kỳ lổi luôn. Màu đỏ chết luôn. Xe này mà anh trai mà lên hết đồ chơi thì mình phải nói là quá đặc biệt. Đấy, ok nha các bạn nhá. Đấy, mình đang làm xong cho anh trai Hải Phòng City. Cuối cùng thì đã xong. Ok anh. Em sao đấy nha. Cuối cùng thì đã xong nha các bạn nhá. Đây anh em. Đấy, đầy đủ hết đồ chơi. Xe anh trai rất nổi các bạn nhá. Màu đỏ dán lên xe. Ok anh. Đây, cuối cùng là xong cho anh trai các bạn nhá. Giờ anh lại bon đi chạy đi trả hàng. Em cảm ơn anh. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Giờ lại anh 100.
Rồi mình sẽ giảm anh 100.000 nha các bạn nhá. Cảm ơn anh trai rất là nhiều luôn. Đó, xe của anh trai thì màu rất là lạ đặc biệt các bạn nhá. Màu đỏ rất là nổi trội luôn. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Anh chạy nhá. Có vấn đề thì em bảo anh thoải mái luôn. Rồi ok, chạy sóc anh qua đây em xử lý cho thoải mái luôn. Ok anh. Còn anh là sau làm gì anh qua ủng hộ em tiếp. Thank you anh trai nhá các bạn nhá. Đây xe anh rất là nổi luôn, màu đỏ. Có gì anh em ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823088. Thank you anh trai rất là nhiều luôn. Đúng là anh trai Hải Phòng không lòng vòng. Rất đơn giản và nhẹ nhàng, màu rất đặc biệt luôn, quá nổi bật luôn các bạn. Thank you anh trai nhá, mình nhá, theo số điện thoại đây các bạn nhá. Cảm ơn anh trai rất là nhiều. Ok, có gì mọi người nhớ ủng hộ mình nhá, theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823088. Các bạn vào những cái phụ tùng ô tô nhà nước này chúng mình nhá. Cảm ơn mọi người. Dán cho anh trai cái đồ chơi cho chiếc xe L25S các bạn nhá. Đó các bạn thấy không? Đây đây là ốc gương các bạn này. Đây là gương vuông bé hỗ trợ điểm mù. Đấy, con này anh bắt hơi lòng. Đấy, dâu nhảy anten các bạn. Đó, vui mừng luôn. Còn bên trong cabin thì có dán cái bộ nội thất full cabin các bạn nhá. Đấy. Các bạn cứ đặt này các bạn dán thôi, anh trai dán chuẩn rồi. Đấy. Ông anh ơi, cái đài chứ, cái đấy bỏ. Anh lắp đài to rồi cũng vừa. Cái đấy sơ cua anh ạ. Ok anh, rồi ok. Đấy. Trong này thì nó có một cái chi tiết là cái chuột khe cửa gió các bạn ạ. Nó sẽ không vừa cái dòng L250. Đấy, anh em bắt khi anh em bắt anh em ép vào một chút các bạn nhá. Rồi các bạn đợi mình chút. Đây là các bạn này, L250 thì nó sẽ không vừa cái này này. Đấy, con Hàn Quốc này nó làm thẳng nhưng mà con Việt Nam mình thì lại làm hơi cong. Đấy, thì anh em bắt gạch các anh em phải ép vào nhá. Các bạn nhớ vệ sinh bằng gói xăng trước khi dán. Ép nó vào đấy các bạn ạ, ép vào đấy. Chứ nó không thể vào khít được như cái dòng kia đâu. Đấy, keo thì nó bám rồi anh ạ, keo thì bám rồi. Đó các bạn thấy không? Đấy các bạn. Đặt cái này trước các bạn ép tay nó xuống. Ép nó xuống nha, keo nó bám vào. Đấy, keo nó ăn hết rồi anh ạ, keo bề mặt này nó ăn hết rồi. Bung thì không bung vào đâu nhưng mà nó không được khít như mấy cái này. Đấy, thế là xong nha các bạn nhá, rất là đơn giản luôn. Còn cái này thì anh ý lắp cái đài to rồi không dùng được cái này nữa. Cái này sơ cua khi nào bác bỏ cái đài kia ra. À rồi, thank you anh. Cái này khi nào mà anh em dùng cái đài thì mới dùng được cái này các bạn nhá. Đó. 1350. 1350. 12. 1350. 12. 12 được. Không 13 nhá, 12 cũng được nhá. 1 này, 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 này, anh đếm lại này, 1 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đúng rồi, thiếu 100 rồi anh ạ. Ok anh ơi, anh đi nhá, em cảm ơn anh. Dạ. Ok anh, rồi rồi em biết rồi, cái chắn dép. Ok. Chứ sao có. Em cảm ơn anh nhá. Đây, thank you anh trai nhiều, chỗ cho em lấy đồ. Đó. Ok, thế là mình đã lắp cho anh trai xong các bạn nhá. Bye bye anh trai, cảm ơn anh rất nhiều luôn. Ok. Đó, xe bác ấy rất là yêu luôn. Dán toàn bộ hình tôm này đi. Anh em ủng hộ mình theo số điện thoại là 0978823083 các bạn nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Em ơi anh em nhá. Chào mừng anh em sẽ có nhiều lần. Đây đang hình ảnh hai em trai cả nhá, đèn xi nhan của Isuzu các bạn nhá. Đèn xi nhan của Isuzu thì rất đơn giản các bạn ạ. Các bạn chỉ việc là tháo một con ốc 10 thôi ở cạnh bên phụ. Cạnh bên phụ đấy cho các bạn bật vào em. Bên trong này thì có cái điện. Các bạn chỉ đây các bạn lắp vào rất đơn giản nhá. Đây là có con ốc này các bạn này. Đó, có con ốc này các bạn. Các bạn chỉ cần cầm cái tô vít tháo nó ngoài ra thôi. Đó là các bạn luôn các bạn nhá. Đó, rất đơn giản luôn. Các bạn cài thì muốn ra vào những thứ của mình thôi. Đấy, lắp cái xi nhan này cực kỳ là dễ luôn các bạn nhá. Cực kỳ là dễ luôn. Cái này 5 phút các bạn đã lắp xong cái xi nhan này rồi. Đấy, thế là xong rồi. Ok, thank you em nhá. Ok. Đi nhá. Ừ, đi nhá em nhá. Ok cho các bạn. Tạm ngon luôn, cảm ơn em ủng hộ mình nha các bạn nhá. Cái số điện thoại này các bạn này. Anh em nhá, nhiều luôn anh em nhá. Hiện tại đang thay chắn chai cái lọc nhất, lọc gió. Lọc gió điều hòa của Kia K200 Euro 4. Em bắt là thử nó vào, em cứ bắt là thử nó vào.
vừa vào đấy. Đó, đúng không? Em cho chỗ các bạn. Bạn cho hoàn chỗ hết rồi các bạn. Đây là tầm cái 10 các bạn nhé. Đây là lọc gió đường ngoài nhé, các bạn nhé. Đơn giản luôn. Đây là lọc gió đốc, tôi 10 các bạn thấy đó. Đó, K250, K100, K149, Kia Morning 3 đều dùng cái lọc gió đây các bạn nhé. Thì mùa đông thì anh em bật gió ngoài để cho nó bớt bốc hơi trong cabin, thì các bạn bật cái này. Mùa đông ngoài có thể xịt hai, các bạn có thể mua mới thì tùy các bạn nhé. Đó, thì tầm cái tôi 10 các bạn thấy đó. Đây là lọc gió đường ngoài các bạn nhé. Xe này thì có hai lọc gió, lọc gió ngoài và lọc gió động cơ. Đó, nghe xong, rất là ngon luôn. Ok nha em nhé, ok nha. Đấy, có nhớ nha, mình hợp với nha các bạn nhé. Bụi ghê. Có gì đâu em nhỉ? Có gì đâu nhỉ? Có cái đèn thùng 10V. Mà anh hết lâu rồi. Hết lâu rồi. Đây này, hết lâu rồi, xin chào mấy các bạn. Bao bao tiền? Của em 200 tất cả thôi. Anh xin chào em nhá. Chào em. Tại đang đấu cái còi 70 phân. Đây, em trai tự đấu các bạn nhé. Con này thì bên mình đã làm đít rồi và thay phím đồng các bạn nhé. Con này là 70 phân còi tàu loại 1. Đây, em trai cho anh nhiều tiếng phát. Em bóc cho anh nhiều tiếng phát. Dạ. Bóc cho anh cái còi phát. Đây, giờ mình sẽ bóc các bạn nghe tiếng còi 70 phân đá độ đít rồi các bạn nhé. Khoan lỗ hơi 5, mở hơi 5 và lên phím đồng. Đây các bạn này, các bạn nghe nhá. Ok, em trai cho anh phát nữa, cho anh phát nữa. Cho anh phát nữa. Đây. Em trao cho anh nhiều tiếng vắt. Đây các bạn nhá, đây mình sẽ báo cho bạn nghe tiếng này. Ok, thằng đét luôn, nghe hay luôn. Nghe tiếng được không em? Tiếng trong đúng không? Tiếng rất là trong nha các bạn nhá. Đó, đây là còi hơi 70 phân loại 1 đá làm đít các bạn nhá. Đây, tiếng rất hay luôn. Đấy, đây là bạn đang đấu thêm con dơ le đuổi các bạn nhá. Đưa đây đuổi đấy, bạn thêm chế đuổi đấy, bập 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 đấy, bạn thấy không? Đấy, rất là hay luôn. Đây, bạn bóp lại các bạn nghe nhá. Đấy, giá rất hay luôn. Ok, ngon rồi đúng không em? Đấy, bạn đang chỉnh cái nhại còi các bạn ạ. Ok. Thủng cái màng nhĩ luôn hả? Đấy. Cuốn băng dính cho ngọn đàn ấy mà, xong rồi mai kia xử lý xong. Rồi ok, cuốn vào đấy, buộc vào đây. Buộc vào đây thôi. Buộc vào đây đây. Đấy các bạn nhá, đây là con còi 70 phân. Đá độ đi rồi các bạn nhá, độ đi rồi, độ đít màng đồng và khoan lỗ hơi 5 các bạn nhá, mở lỗ hơi 5. Đấy, em trai đang đấu lại các bạn nhá. Đó, thế là xong. Đấy, hơi con này thì chúng ta đang dùng ống hơi 8, nhưng mà theo mình nghĩ thì anh em chơi ống hơi 12 ấy, thì nó sẽ căng hơn rất là nhiều, nghe tiếng nó sẽ phang rát tai luôn. Ok ok em cầm mình luôn đi, cầm mình luôn xử lý luôn. Rồi ok, hai em trai đi bộ đi bốc hàng luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ mang lỗ máy lên ông giá lại các bạn xem tiếng còi nhá. Đấy, bây giờ sẽ lổ máy lên và xem lại tiếng còi. Ok. Anh em trai rất nhiều nhá. Có anh em ủng hộ mình theo tuyến thoại là 0978 23083 các bạn nhé. Anh em sẽ kênh người tay đang tay tổng cộng chiếc xe của anh trai. Có vừa mà em, vừa đẹp mà. Đây bắt thử con này. 45 đêm ơi. Mẫu ăn cố sự của nó ấy. Còn cái mẫu là mẫu của Việt Nam này, cái này nó đi 15 bị xỉn của anh dùng, em dùng 15 bị xỉn luôn, tòi thoải mái luôn, có đắm luôn đó, đúng rồi, thì mẫu ăn cố xịn của nó mà, còn con này là con Việt Nam mình nó làm, em phải giải đẹp hơn, nhưng mà mẫu này anh là không nhập vì hàng Việt Nam nó không nhập, vì hàng Việt Nam dùng nó có thời gian xong nó bị xỉn nó không làm, làm mẫu Hàn Quốc kia thì nó dùng không bao giờ bị xỉn luôn, đánh bóng thoải mái luôn,
Mình đang quay cho mọi người xem qua cái dông nhảy anten của anh trai rất đẹp luôn. Còn mình lắp mấy quả, thay vì anh em chơi dàn lép ở dưới thì anh trai cho mấy quả bi, mấy quả bi gọi là bi đẹp. Bi là rất đẹp các bạn nha, rất là sáng luôn. Đơn giản luôn. À. Em có thích làm gì được không? Vô năng, còn vô năng nào lại. Chết rồi, bầu đang răng hết rồi em. Hết rồi. Hết sạch em ạ, không còn cái nào. Không có gì. 6:30 của em thôi. Hãy gặp em cho chuyến sau lắp bi cầu nhá. Ừ, mấy đứa qua lắp cho anh chú anh với. Được mày ra hết. Thế mới đâu? 650 của em thôi. Đúng rồi. Quá đẹp luôn. Nhìn nổi bật luôn. Đưa con này nó lại có cái cửa gió trên lóc à. Anh xin. Anh cảm ơn em nhiều nhá. Thank you em. Thank you hai em. Ok, thank you em trai nhá. Có thể anh em ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Đấy các bạn thấy không? Đây là đồ chơi, toàn bộ đồ chơi nhà mình có sẵn đấy các bạn nhá. Anh em lấy cái gì anh em ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Ok, thank you em trai rất nhiều luôn. Đó, tay dương cầu. Quá đẹp luôn đúng không các bạn? Thank you em nhá. Có thể anh em ủng hộ mình nhá. Các bạn vào đúng cái phút chúng tôi nhận được giúp mình nhé các bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Hiện tại thì đang lắp test thử cho bác Tài cái gương một mặt của Kia Bongo 3. Đấy, để bác Tài bác nhìn so sánh cho cái gương một mặt và gương hai mặt xem có rộng hơn thật hay không. Đấy, và có led hay không. Đây là gương xịn 100% màn chính hãng các bạn nhé. Rồi mình lắp cho anh trai, mình sẽ test thử cho mọi anh trai nước xem có bám hay không nhá các bạn nhé. Anh có chai nước không? Đây, anh có chai nước không? Đấy, cho em mượn. Đúng rồi đây. Đây, nước suối của anh trai luôn nhá các bạn nhá. Đây, mình test thử cho anh trai xem luôn này. Rồi, các bạn thấy nhá. Đây, đang đỗ tại chỗ nhá. Đây, đang đỗ tại chỗ anh nhá. Còn chưa chạy chạy gió đâu, còn không bám cơ. Đây là đang đỗ tại chỗ thôi. Đây, em dụng thử gương xong xong. Đó. Gương này nó không bám, nó là gương mặt xanh. Mặt xanh anh ạ. Nó không bám cái đồ. Đúng rồi, bám nó ít. Đồ bám rồng nó ít. Đúng rồi, nó không bám như bọn gương kia ở đây. Tỏa rộng. Đó các bạn nhá, nó có bám nước nhưng mà nó không bám, nó trôi nhanh, nó không trôi như cái dòng kia đọng lại mặt nước nhiều. Đấy, anh cứ chỉnh nhào nữa, lên xuống hay như nào? Lên xuống em. Lên nhá anh. Đi được. Đi được anh. Đó, ok nhá, nó bước bên nào cho anh trai các bạn ạ. Đấy. Dạ. Đấy, anh cứ nhìn đi, cho thoải mái. Đó, các bạn nhé, đang cảnh bên trai này. Đó, đây là mình đang tháo cái bên phụ ra để cho anh trai lắp nhìn thử để xem có thật sự là nó có rộng hơn hay không. Đây, anh nếu anh muốn so sánh thì anh phải lại phải tháo ra phát nữa, lắp vào thì mới biết được, chứ còn đặt như này thì nó bị lồi rồi. Đấy, led 2 chế độ, không tháo bên, tháo bên đó. Led 2 chế độ các bạn nhé. Đây là bóng T-Pro 12. Con này nó sẽ có 2 chế độ các bạn nhé, sáng vàng và sáng trắng. Đấy, giờ mình sẽ lắp cho anh ý này các bạn này. Đây.
con này nó sẽ có hai chế độ sáng vào và sáng trắng hàng đúng công ty luôn các bạn nhé. Các bạn chỉ việc xoáy ra và lắp vào nó rất là đơn giản. Ở đâu các bạn rút rắc ra cho các bạn xoáy cái bóng đèn zin ra là xong. Đó các bạn nhé, các bạn xoáy bóng đèn zin ra là rất là đơn giản luôn. Sau đó các bạn cắm nó vào thôi. Các bạn nhớ là nó có cái ngạnh thì các bạn bấm đúng ngạnh cho mình nhé, rồi nó sẽ vào. Nó có 3 ngạnh tất cả. Xong các bạn xoáy nó vào là nó sẽ vào các bạn nhé. Gầm các bạn nhé, gầm led 2 chế độ. Đang thay đổi bóng đèn gầm led 2 chế độ các bạn nhé. Bóng đèn gầm led 2 chế độ. Anh bật cho em phát. Rồi xuống này bật áng xong đúng đúng xuống ghế nó mới lên nữa. Chưa anh ạ, chưa bật anh ạ. Anh bật tắt cho em phát xem nó đổi màu luôn anh ạ. Đây đang nắp đôi bóng đèn led gầm các bạn nhá, hai chế độ vàng trắng. Đó, lên vàng này. Anh bật lên đi, anh bật lên nữa. Nó lên vàng luôn ạ. Đó, vàng các bạn nhá. Ok cho các bạn. Đấy. Đây các bạn, sáng vàng này các bạn. Đấy, bật vàng. Cái này các bạn đơn giản thôi, các bạn chỉ bật tắt các bạn nhá. Bật tắt nó sẽ chuyển màu. Đấy, đây đèn gầm hai chế độ. Đó. Cho Hyundai Porto 150. Đấy các bạn xem. Trước đấy đèn pha của anh sẽ đổi rồi các bạn nhá. Anh có bật tắt là nó tự đổi thôi. Trên này của anh dùng xe lông rồi à? Trên này dùng xe lông rồi anh. Đấy ngon rồi, đấy ngon rồi anh ạ. Bật tắt là tự đổi màu ạ. Đấy, bây giờ sẽ chuyển sang trắng các bạn nhá. Chuyển sang trắng này các bạn này. Đấy, ok cho các bạn. Đấy các bạn sẽ bật tắt nó sẽ đổi màu thôi. Các bạn. Đây em xem còn gì nó có cho bác luôn. Đây trong cabin thì đầy đủ hết đồ các bạn nhá. Đó, ok cho các bạn. Đây, ba từ bắt như này. Cuối cùng thì cũng đã xong chiếc xe của bạn ấy các bạn nhá, 110XL mới đét luôn các bạn ạ. Đây toàn bộ đồ các bạn ơi, quay lại cho các bạn nhá. Chú Chago cần gắn mưa, rồi đây là gương mạ vung báo, đây là gương to, đây là cái che mưa các bạn này, để che mưa. Đấy, còn đây là tay mở cửa ngoài thì nó sẽ gồm cái này và cái chi tiết này. Đấy các bạn nhá, rất là đơn giản luôn. Cần gắn mưa thì cái này thì nó phải khắc phục một tí, thì mình đã làm một cái video thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái này. Đây còn chú Chago đây các bạn nhá. Còn đèn pha đây các bạn này, ốp đèn pha nó rất đẹp luôn. Đây, mặt ga lăng các bạn này, to đùng luôn này các bạn này. Đó, ok cho anh em, quá đẹp luôn. Bên này thì lắp cho bạn cái tay gương cầu. Lắp cái tay gương cầu. Đấy, và lắp cái gương vung bé luôn. Đấy, bên trong cabin thì nó sẽ có cái bộ phận là lót sàn và phun xe các bạn này, phun xe này, phun cabin này. Đấy, phun hết đồ mạ này và bọc vô lăng. Đấy, còn thảm rối đây các bạn, đây là thảm rối. Đấy, thảm rối thì phun hai bên luôn. Đó các bạn nhé, xe vì bạn ấy mới đét luôn, từ hãng ra luôn. Cảm ơn bạn ấy rất là nhiều luôn, anh em đã ủng hộ các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Mới đét xe rồi. Đó, xe bạn mới đét luôn, từ hãng ra các bạn nhé. Vừa mới lấy xong. Đấy, rất là đẹp luôn. Ok cho các bạn. Đấy, có gì anh em ủng hộ mình nha các bạn nhé. Có gì anh em ủng hộ mình. Theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038 các bạn nhờ vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức này giúp mình nha các bạn nhá. Các bạn vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức này giúp mình này. Đấy. Đúng rồi Trung, đúng rồi nhá, chuẩn chưa? Cảm ơn Trung, xong chưa? Đúng rồi, các bạn này chắc không phải nhầm bản thì chết rồi.